Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công 811 mục tiêu thuộc quân đội Ukraine trong bối cảnh truyền thông phương Tây cho biết Nga không kích nhiều nơi ở thủ đô Kiev, thành phố Lviv vào cuối tuần này. Ngày 16 tháng 4, người phát ngôn Igor Konashenko của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong số các mục tiêu bao gồm 43 chốt chỉ huy của Ukraine, Nga còn không kích 67 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của nước này. Lực lượng phòng không Nga cũng cho biết đã hạ một chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine tại thành phố Izium thuộc khu vực Kharkov. Tại khu vực thủ đô Kiev và thành phố Nikolaev, Nga sử dụng tên lửa độ chính xác cao để diệt 16 mục tiêu, bao gồm 11 xe tăng quân sự của Ukraine tại nhiều ngôi làng, theo ông Konashenko. Ông cũng cho hay các tòa nhà sản xuất của một nhà máy xe tăng ở Kiev và một cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự ở Nikolaev đã bị vũ khí có độ chính xác cao của Nga phá hủy. Phía Ukraine cũng cập nhật thông tin đã phá hủy nhiều xe, thiết bị của Nga. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Nga tổn thất ít nhất 16 thiết bị quân sự trong ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương, gồm 2 xe tăng T-72, 2 đơn vị pháo tự hành, 1 máy bay trinh sát không người lái. Hãng tin Reuters đưa tin máy bay Nga đánh bom nhiều khu vực ở thành phố Lviv, trong khi tên lửa giáng xuống thành phố Kiev và Kharkov của Ukraine trong ngày 16 tháng 4. Vụ tấn công cơ sở sửa chữa xe tăng ở quận Danitsky của Kiev đã tạo ra tiếng nổ lớn và cột khói khổng lồ. Đợt tấn công diễn ra tiếp sau tuyên bố ngày 15 tháng 4 của Nga rằng sẽ tăng cường không kích để đáp trả các hành động khủng bố, chỉ vài giờ sau khi Nga xác nhận chiến hạm Moskva, chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của nước này bị chìm. Phía Ukraine và Mỹ nói con tàu bị trúng tên lửa của Ukraine, trong khi Nga cho hay tàu chìm do bị cháy rồi nổ hầm chứa đạn pháo. Người dân Đức vừa nhận được lời khuyên hãy cân nhắc kỹ càng hơn khi sử dụng nước nóng để tắm nếu giới chức nước này quyết định cấm vận khí đốt Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Klaus Mueller, người đứng đầu cơ quan mạng lưới liên bang của Đức cho hay, quý vị sẽ phải tự hỏi một câu, liệu mình thực sự cần tắm sen với nước nóng trong 7 ngày một tuần, sử dụng phương pháp đun nước nóng bằng khí đốt hay không? Lời lẽ của ông Mueller đã lặp lại một tuyên bố tương tự trước đó của cao ủy châu Âu về cạnh tranh, ông Margrethe Vestager, người đã khuyên các cư dân EU hãy kiểm soát hoạt động tắm của chính mình và các bạn trẻ. Theo ông Mueller, nếu Đức cắt nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, lượng khí đốt dự trữ của Đức sẽ chỉ kéo dài cho đến cuối mùa hè và đầu mùa thu là cùng. Đức vào tháng 3 năm 2022 đã kích hoạt một kế hoạch khẩn cấp để quản lý nguồn cung khí đốt, theo đó sẽ phân bổ việc cung cấp và ưu tiên hộ gia đình và các cơ sở hạ tầng trọng yếu như bệnh viện, ngành dược và nhà sản xuất lương thực. Trong cuộc phỏng vấn với Die Zeit vào đầu tuần này, ông Mueller cảnh báo công dân Đức hãy bắt đầu cắt giảm các xa xỉ phẩm tại hộ gia đình. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức số đề do một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự tổ chức. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan để điều tra. Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2021, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động liên quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ rất tinh vi và quy mô lớn. Ngày 6 tháng 4, Công an quận Thanh Khê đã xác lập chuyên án để triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này. Đối tượng cầm đầu đường dây là Võ Văn Toàn và Nguyễn Ngọc Ánh Hà. Đường dây này hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến nay với số tiền giao dịch hàng ngày là hơn 100 triệu đồng. Số con bạc tham gia trong đường dây được xác định là đông và quy tụ từ nhiều địa bàn liên quận. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1984, cư trú tại tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định. Được biết Đinh Tiến Hùng là phó bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Hùng bị khởi tố trong khi Công an tỉnh Yên Bái điều tra vụ án hình sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020. Trước đó, liên quan tới vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 9 đối tượng về tội vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội tiến hành mời đại diện Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia
tới lấy các mẫu sản phẩm mà trước đó đã thu giữ tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển Thịnh Việt Pharma để kiểm nghiệm thành phần chất cấm sibutramine đối với từng sản phẩm bị thu giữ. Cụ thể, các mẫu sản phẩm được lấy bao gồm cà phê Hoàng Gia, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Adela, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chocolade Vagita và kẹo Fest Chocolade. Để Top Body, sản phẩm hàng tặng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Y Gia Truyền Tiến Hạnh và toàn bộ nguyên liệu để sản xuất sản phẩm giảm cân không nhãn mác. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển Thịnh Việt Pharma để xác minh thông tin sản phẩm cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân do đơn vị này sản xuất nghi có thành phần chất cấm sibutramine gây ngộ độc với người sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện gần 2.000 hộp cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần chất cấm sibutramine. Ngoài ra, tại cơ sở này, đoàn kiểm tra cũng phát hiện rất nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất không đảm bảo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và giao phụ trách điều hành hoạt động Sở Y tế. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều động ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế đến nhận công tác tại Ban Tổ chức tỉnh ủy từ ngày 15 tháng 4. Ông Nguyễn Xuân Mến có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê bình ông Nguyễn Xuân Mến đã chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn phê bình lần thứ hai đối với ông Mến vì ông đã chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí chi trả chế độ, chính sách đặc thù để phòng chống dịch COVID-19. Cơn sốt bạch hải đường bắt đầu từ cuối năm 2021. Giống như lan đột biến, bạch hải đường được quảng cáo là hiếm có, khó tìm, có ý nghĩa về phong thủy, tâm linh khi tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Do đó, có thời điểm một cây bạch hải đường được giao bán với giá tiền tỷ. Tuy nhiên, hiện nay cơn sốt này đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời điểm thị trường sôi động, các diễn đàn hội nhóm trao đổi mua bán bạch hải đường trên mạng xã hội mọc lên như nấm, liên tục gia tăng về số lượng thành viên. Một cây bạch hải đường được hét giá từ vài trăm triệu đồng lên đến cả hàng tỷ đồng. Cây càng lâu năm có chu vi gốc lớn thì càng được định giá cao và được nhiều người săn tìm. Các giao dịch mua bán cũng cháy hàng liên tục. Cây đẹp vừa đăng lên, chỉ sau vài giờ đã có khách chốt tiền và đặt mua. Không khó để bắt gặp các bài mua bán cây ngập tràn mạng xã hội, tạo ra cuộc săn lùng bạch hải đường rầm rộ chưa từng có. Tuy nhiên, thời điểm này, cơn sốt bạch hải đường đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên các diễn đàn mua bán cây, các bài đăng về bạch hải đường không còn thu hút lượng tương tác khủng như trước đây. Đáng chú ý, giá cây hoa cũng giảm liên tục theo ngày. Thậm chí không ít các bài đăng giải cứu bạch hải đường với giá chỉ bằng 1/5, thậm chí 1/10 thời điểm cách đây một tháng. Các cây giống bạch hải đường cũng tụt giá chỉ từ 500.000 đồng một cây xuống chỉ còn 50.000 đồng một cây. Nhiều người còn tung chiêu khuyến mại mua 5 cây tặng 1 cây, miễn phí vận chuyển, chỉ mong thanh lý được càng nhiều càng tốt. Dù giá rẻ khuyến mại hấp dẫn, song lực lượng người mua vẫn thưa thớt, thậm chí không giao dịch được. Thời gian qua, tại không ít địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng nhiều nhóm môi giới bất động sản cố tình đăng tải thông tin không đúng về sốt đất để đẩy giá lên cao, gây lũng đoạn thị trường. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền nhiều địa phương đã và đang vào cuộc chấn chỉnh xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm đối tượng có chủ ý tạo ra những đợt sốt đất ảo ở huyện Hòa Vang. Nhóm đối tượng này đưa lên mạng xã hội hình ảnh về nhu cầu, lượng người giao dịch mua bán đất đai để tạo nên làn sóng. Những người này làm giá bằng cách mua đi bán lại với nhau với chiêu trò giá ngày hôm sau tăng hơn so với ngày hôm trước, nhằm đẩy giá đất lên cao qua từng ngày để trục lợi từ việc mua bán đất đai. Cũng mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã phát đi cảnh báo về việc giao bán sản phẩm dự án ma vì mọi thông tin trên các trang mạng liên quan đến dự án đều không đúng với quy định của pháp luật. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ thực trạng trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin quảng cáo về các dự án bất động sản, nhưng thực chất đây là một trong số những môi giới bất động sản tự đặt tên và đăng tin quảng cáo nhằm thu hút người mua. Trên thực tế, các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vi phạm về nồng độ cồn là một trong những vi phạm phổ biến nhất trong các vi phạm về giao thông. Dù các mức chế tài xử phạt đã tăng mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông không phải lúc nào cũng ở trên đường, nên có uống rượu bia cũng hên xui mới bị phát hiện. Suy nghĩ này khiến cho nhiều người dù biết rõ quy định về vi phạm nồng độ cồn, song vẫn vi phạm, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lúc 19 giờ 45 phút. Người điều khiển mô tô này bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Mức cồn đo được 0,852mg trên lít khí thở, vượt mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở và bị phạt kịch khung 7 triệu đồng. Khi biết phương tiện của mình bị tạm giữ, người vi phạm liên tục xin lỗi và khóc lóc viện nhiều lý do để xin lực lượng chức năng bỏ qua như chỉ là dự sinh nhật, từ quê vào phải ở trọ, con còn nhỏ, quãng đường đi làm xa. Nhưng sau khi biết năn nỉ cũng không có tác dụng, người vi phạm lập tức đổi thái độ. Trong lúc em chạy bình thường mà bác lại bắt lỗi em, thổi nồng độ cồn làm gì? Em biết là em nhậu sai rồi, nhưng bác vì đồng tiền, bác muốn lấy cái đồng tiền đó để bác về trang trải cuộc sống của bác. Người ta đã xin rồi, người ta biết sai rồi, người ta nhận lỗi rồi, đời mấy thằng bay cũng đi xuống đất hết. Một trường hợp cũng bị phạt kịch khung, người vi phạm hết sức hợp tác và ký biên bản, thậm chí còn gọi FaceTime với người nhà để thông báo về việc mình bị phạt. Muốn phải chịu ấy chứ mình phải chấp hành đi, đỡ là mình phải chấp hành đi. Nha, rồi là câu 2 năm rồi. Hôm nay là anh có tệ cây sao muốn không có mấy anh em lên chức thế là uống chứ này này, uống 2 lon bia chứ này này mới đi làm. Giờ là đợi vợ đón về hay sao? Đúng rồi, điện vợ đến chở thì xe đưa lên xe kia rồi. Thì mình uống thì mình phải chấp hành, nếu mà ta mình vui thì mình uống, thì nếu mà đúng mà mình phạm thì mình phải chịu vậy thôi. Chấp nhận luôn. Vẫn biết nhưng mà không thể từ chối, thế cạn thế giá biết làm sao? Chỉ trong 2 giờ, tại hai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường 30 tháng 4, Công an thành phố Vũng Tàu phát hiện và lập biên bản 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông. 13 vụ trong số này là tai nạn nghiêm trọng, làm chết 13 người, bị thương 24 người. Qua phân tích hồ sơ tai nạn giao thông, phần nhiều những vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến người tham gia giao thông sử dụng đồ uống có cồn. Do vậy, duy trì thường xuyên các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm góp phần nâng cao hơn ý thức người tham gia giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương. Chiều ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với ông Võ Minh Điền, chủ kênh Điền Võ Vlog. Trước đó, Cơ quan Điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an TP.HCM đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi livestream xúc phạm danh dự uy tín của người khác, gồm các ông, bà và chủ các kênh YouTube Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Lali, Hali, Hoàng Nhi, Anh Nông Dân. Liên quan đến việc điều tra xử lý bị can Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh lý lịch tư pháp đối với bị can. Việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, nhân thân của người thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền.